Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn. Nấu nhiều món không? Nấu chuối ốc á. Bên đây nấu chuối ốc ngon, bên kia nấu món gì ngon em? Chắc là trứng chiên á anh. Trời ơi, khó dữ rồi nha. Rồi xin bây giờ mình giới thiệu mình nha. Anh Quyền Linh và chị Cát Tường xin chào tất cả quý vị khán giả trường quay và xin chào bạn nữ bên phía rằm bên kia. Dạ chào bạn. Em tên là Trần Hoàng Anh, năm nay sinh năm 90 ạ, 28 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của công ty thiết bị mầm non của miền Nam. Quê em ở đâu? Quê em ở Nam Định ạ. Em tên là Phạm Nguyễn Lưu, năm nay 23 tuổi. Em đang làm nhân viên kế toán ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi em sinh sống thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, quê mình đây luôn hả em? Dạ, quê em ở Nghệ An đó chị. Nghệ An. Dạ. Ưu điểm của em thì là năng động. Năng động, nhiệt tình. Biết nấu ăn. Nấu nhiều món không? Cũng được anh ạ. Món gì là ngon nhất? Theo em thì em thấy em nấu cái món mà nấu chuối ốc á. Món nó món nhậu à. Món chuối ốc là món nhậu à, nấu được. Nấu cho mình ăn không à. Chuối đậu đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, bữa nào nấu cho bạn gái ăn được. Khuyết điểm là gì? Hơi nóng tính trong công việc, đang cần một người để kiềm cái tính của em một xíu. Kiềm chế ha. Dạ. Người kia phải kiên nhẫn đúng không? Đó, bên đây bạn là gái vậy. Thì sao nè? Điểm mạnh điểm dạ, yếu. Dạ, điểm mạnh của em là chắc là không có điểm yếu á chị. Điểm mạnh là không có điểm yếu, hay quá. Vậy điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là không có điểm nào mạnh hết hả? Dạ, điểm mạnh của em là thứ nhất là rất là chăm lành, rất là biết nấu ăn, tự thiên về gia đình đó chị. Bên đây nấu chuối ốc ngon, bên kia nấu món gì ngon em? Chắc là trứng chiên á anh. Trời ơi, khó dữ rồi nha. Được, cũng có tính hài hước ha. Rồi, còn điểm yếu của mình? Dạ, điểm yếu của em là chắc là cái chiều cao khiêm tốn đó chị, với lại hơi lì lì xíu. Hơi lì lì? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lì với bạn trai thôi. Với những người khác thì ngoan. Dạ đúng rồi. Với bạn trai mình hơi lì. Dạ đúng rồi. À, vậy thì tình trường mình sao? Có em rồi. Trải qua hai mối tình đó chị. Mối tình chia tay gần đây là chắc là hơn 2 năm mà. Lý do tại sao chia tay? Dạ tại vì cái... Tại lì quá hả? Dạ không. Dạ, thứ nhất là khoảng cách xa đó chị. Em nghĩ là không có hợp với chị. À. Nên là gia đình không chịu. Không có gì em? Gia đình bên kia không chịu anh. Em có biết lý do sao tao không chịu không? Quan điểm của em thì em sống thích sống ở trong đây á anh. À. Mà ở bên kia là muốn về quê đúng không? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Em lấy vợ em có muốn về quê, vợ về quê luôn không? Thì cái hướng của em thì lấy vợ thì em cố gắng có lập nghiệp ở trong này. Sau này về già thì lúc đấy thì hai vợ chồng tính. Về già mới tính đúng không? Ba mẹ em đang ở dưới ở quê hả? Là vào đây luôn rồi em? Ba mẹ em đang ngoài quê chị ạ. À rồi. Em thì đã trải qua hai mối tình rồi chị ạ. Mối tình gần nhất á thì là do cái bạn nữ thì gặp công việc làm DJ á. Thì em cũng không thích cho lắm. Em quen bạn nữ đó bao nhiêu năm? Em quen bạn nữ gần 2 năm. Lúc em quen bạn đó là lắm quán bar chưa? Chưa. Bây giờ bạn gái bạn muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Đơn giản lắm anh ơi, cao trên 1m7 được rồi. Trên 1m7? Dạ. Em là 1m mấy? Em 1m72 ạ. Ngon luôn. Ngon luôn. Rồi gì nữa em? Dạ, có công việc ổn định, lo được cho người ta rồi sau này lo được cho em rồi cho gia đình nữa. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, cái tính gia trưởng á chị. Em có gia trưởng không em? Hơi quyết đoán một chút chị ơi. Quyết đoán thì tốt nhưng mà gia trưởng là khác. Người đàn ông thì phải quyết đoán trong công việc, đúng quyết rồi. Đoán trong mọi chuyện. Còn gì nữa không ngoài tính gia trưởng, cái gì em không thích nữa không? Ở dơ dơ á chị. Ở dơ? Dơ dơ không thích. Dơ dơ là sao? Dơ dơ là bừa bộn á chị. À, em là xinh, công việc ổn định, duyên dáng. Lý do tại sao mà em phải cần nhờ đến chương trình? Chắc là cái tiêu chuẩn của em nó hơi cao xíu. Là cái người mà được cái điểm này thì nó lại không được điểm kia. À. Cho nên là em cũng thích. Là em hơi khó tính. Dạ đúng. Hơi khó chứ không khó lắm. Bạn trai muốn tìm người bạn gái chuẩn như thế nào? Tại vì em cũng có hướng mà kinh doanh rồi làm việc nó dễ hơn một chút thì em xem vào cái tuổi tác hơn. Em hợp tuổi gì? Theo em thấy là tuổi em là 91 hoặc 95 thì được. Em 95 á chị. 95 hợp luôn, hợp luôn. Trời ơi, vô luôn, được rồi. Chung hợp quá luôn rồi. 95 hợp. Dạ, chào chị. Em có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Ví dụ mà tính của em đã nóng như vậy thì kiềm chế em khi mà ví dụ mà ở giữa đám đông như này. À, thì nên giữ cái sĩ diện cho em. Dạ, nên nhường nhịn một tí rồi tối về hoặc là lúc nào tâm sự riêng. Nhai em sao vẫn được. Cô này thì cổ lì lì thì em có chiều được cổ hay là em có cái chiêu gì để có thể trị được cái lì đó của cổ không? Lì lì thì em cứ nhây vậy ạ. Cứ càng lì em càng nhây. Coi như em lì hơn đúng không? Em có phải là mẫu người ga lăng lãng mạn không? Em thì ga lăng thì có nhưng mà lãng mạn thì ít, em thực tế hơn. Thực tế hơn. Ví dụ mà nay ngày 8 tháng 3 anh dắt em đi ăn uống gì đó thì được, chứ bảo mà tặng quà thì
Tặng quà cũng không được luôn hả? Không phải, ví dụ tại vì cũng không biết là tặng quà gì. Em thích là thực tế hơn, bảo là ví dụ em muốn cái đầm hay cái váy gì đó. Ừ, thì cái đó cũng là tặng quà. Không có nghĩa là không có tặng những món quà lãng phí, chứ không phải là không tặng quà. Phụ nữ á, đôi khi vật chất họ cũng cần, nhưng mà cần cái tinh thần nhiều hơn. Ít nhất cũng phải có một bó hoa nào đó. Biết rằng cái đầm, cái váy nó mắc hơn, nhưng mà hoa nó vẫn là cái tinh thần nó. Em tặng hoa nó khác. Cái hoa dại bên đường em tặng được kèm theo cái đầm. Bây giờ kế hoạch kết hôn của em là khi nào? Em thì nếu mà dự tính mà hai bên đồng ý thì sang năm cưới. Em có đủ khả năng tài chính để mà lo cho bản thân em vững chắc rồi vợ con sau này chưa? Em ổn. Tự tin? Dạ. Rồi được. Chị được không chị? Được cưng. Trước khi anh qua anh xem mặt thì em nói cho anh cái mẫu hình lý tưởng của cô gái mà em đang hướng tới như thế nào? Có nước da trắng là đầu tiên. Da trắng. Cái khuôn mặt nó ưa nhìn. Trắng thì phải ưa nhìn rồi. Cái chiều cao thì từ 1m55 trở lên. 55 trở lên hả? Em có 50 anh ơi. Trời ơi. Mất 5 phần. Đôi giày không tớt, đôi giày không tớt. Thôi về đi giày được rồi. Thôi được rồi, để anh qua kiểm tra coi. Mất 5 phần sau. Dạ dạ. Em chào anh. Chào em gái, dễ thương quá. Rất là xinh ha. Lỡ ngày 8 tháng 3 này kia anh không mua hoa cho em thì sao? Không sao, em không thích hoa, em thích quà hơn là hoa. Trời ơi. Dạ. Phụ nữ thì cũng lạ nha. Anh này anh không thích lãng mạn. Em dạy được. Em dạy luôn. Được. Được. Anh nắm tay em thì em nắm tay ảnh gì đâu. Đôi khi á, phụ nữ chủ động cũng là điều tốt. Dạ. Bạn gái. Dễ thương. Dễ thương. Chấm rồi đó em. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt. Màn lên đi. Không gian này là của tụi em nha. Mời các bạn. Chào em. Dạ. Thì đến chương trình thì có bó hoa và món quà muốn tặng em. Dạ em cảm ơn. Này này của hồi môn hay gì anh? Vậy mà nói là không lãng mạn. Có hoa rồi, có quà. Cái đó cái gì nữa trên bàn, còn cái giỏ gì? Em có chuẩn bị cho bạn gái món ăn sáng. Em còn đừng quá. Là cái gì vậy em? Chuẩn bị kỹ để chàng. Là cái gì? Tôi giờ mới thấy bạn muốn hẹn hò mà chàng trai nấu cho bạn gái luôn. Đây là chị đưa em cho em mở chứ nào chị mở thì kỳ quá. Ăn cái này cơm chiên Dương Châu á đúng không anh? Chuẩn bị kỹ vậy ta. Đây là hộp kim chi. Em nhìn theo quý vị bên dạy em xin nhắc anh chị nha. Thử nếm đi em. Kim chi em làm hay em mua? Cái này là chị gái em làm ạ. À. Em cơm mang cho. Là em chiên. Dạ. À, phải cơm, ăn cơm, cơm, ăn cơm. Cơm là ẩm chiên. Cái này ngon lắm anh. Cái này chị làm để anh ăn. Gì vậy? Em ăn cơm của ảnh kìa. Ngon không? Ừ được. Đó quà tặng em đó. Công nhận á là đầu tiên anh thấy cảm tình rồi đó. Chuẩn bị rất là kỹ càng. Có hoa, nhờ chị làm kim chi nữa ha. Có quà, có được. Đồ ăn tuyệt vời. Giờ bỏ qua chuyện ăn uống đi nha. Chúng ta bắt đầu 2 phút lại từ đầu nha. 2 phút bắt đầu. Anh thấy em như thế nào? Cái cảm giác đầu tiên của anh nhìn về em ấy thì đúng là một người cô gái dễ thương. Em cảm ơn. Nhỏ nhắn. Dạ. Có nước da trắng. Em có một vấn đề là em có một nhóm bạn thân là con trai. Hay đi chơi với người ta, anh có ngại cái vấn đề đó không? Những cái vấn đề giao tiếp của giữa em và bạn trai thì đấy là bạn thân ok thì không quan trọng, nhưng quan trọng là cái tình cảm giữa hai đứa tin tưởng với nhau để không để người ta hiểu nhầm. Cái gì cũng có mức giới hạn thôi. Anh có gì muốn hỏi không? Muốn đón cha mẹ anh vào đây. Dạ em thì nghĩ. Em có ý kiến gì không? Em nghĩ vậy cũng ok. Tại vì em cũng muốn sống chung với ba mẹ chồng. Ồ. Dạ. Trước khi tiến hành bấm nút thì có hát bài nào tặng cô gái không? Đó. Ngày không em không lung linh nắng trên con đường lòng người bước qua, riêng anh ngẩn ngơ miên man. Và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong. Được rồi. Không này lãng mạn lắm đó chứ đừng giỡn nha. Được. Chúng ta có thêm 30 giây nữa để nói những suy nghĩ của mình về người đối diện. Nãy giờ mình suy nghĩ thế nào? Trái tim mình có một chút gì rung động chưa? Cái tính cách của em thì anh cũng chưa biết. Thì mình cứ cho nhau cơ hội thì mới biết được cái tính cách của nhau, mà còn thiếu cái gì để bổ sung cho nhau. Em cũng nghĩ là mình nên cho nhau cơ hội. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Rồi. Dạ. Quyết định là phải có trách nhiệm với sự quyết định đó các bạn nha. 1 2 1 2 A. Rồi. Sao vội vàng quá vậy cưng?
Dễ thương quá à. Nhưng anh nghĩ rằng cô ấy đủ bản lĩnh để kềm chế anh này đấy. Đúng rồi. Chàng trai dễ thương mà cũng ga lăng lắm chứ không phải là không lãng mạn đâu nha. Rồi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Đấy, nói với bà chị đi, xin chị một tiếng đi. Hai đứa thì cho nhau cơ hội thì xin phép chị và các anh chị bên phía em gái cho em thơm má. Được không chị? Chị khóc rồi kìa. Thế chị cảm động chưa? Được hai anh trai hả? Ta cảm động. Thôi, mình làm nhiệm vụ của mình đi em. Chị nói rồi. Và sao chị lại khóc? Em đã nắm được chặt bàn tay của người em tin tưởng. Hy vọng đấy là quyết định của em. Và hai em nên tìm hiểu kỹ nhau và đi đến quyết định cuối cùng. Cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho hai em được gặp gỡ. Và chúc cho chương trình ngày càng phát triển, thu hút nhiều người xem và nhiều người có cơ hội để đến đây tìm được một nửa của mình. Rồi, cảm ơn em.